Hello anh em, chào mừng anh em đã đến hoặc đây quay lại với kênh của mình nha. Đây, mình vừa đáp chuyến bay qua sự việc đây anh em ơi. Và mình đã thấy cái gì đây? Vâng, nguyên hồn của hải thần Bát Tắc Đông. Hôm nay nó ra rồi nên mình quyết định làm clip cho anh em xem luôn nha. Trước đó anh em chờ xí, mình vô mình kích cái này cái. Mình ghét ngồi chờ cái này lắm anh em, cho nên mình kích nó trước rồi đã. Những lúc mình làm clip cho anh em thì quay ra nó cũng xong rồi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ điểm qua một số gói có trong sự kiện lần này nha anh em. Rồi, bây giờ để coi coi vô đây. Đây, gói này anh em sẽ mua giới hạn sự kiện nha anh em, mua hai lần là hết. Là anh em tổng cộng có được 40 vé quay nguyên hồn và với giá 1.760 kim cương. Rồi, còn cái này là vé quay, ok nên mình lùm cái này cái đã. Hết vé rồi anh em. Lên Bát Tắc Đông 10 sao xong hết hết vé rồi nè, khổ lắm. Rồi tiếp theo là gói không à, gói này là anh em có thể mua nguyên vé nguyên hồi cũng được nè, sẵn có vé kia luôn anh em con biết rồi, trong cái gói mà quay banner Bát Tắc Đông thì có đó. Rồi để cái này không không cái này anh em biết rồi ha. Cái này là gói theo theo VIP, không có gì cả thì tính ra nó cũng chẳng có cái gì nhiều anh em à. Để xem. Đúng rồi anh em, nó hầu như là chỉ có cái gói đó không. À đây nè, đúng rồi, có một gói này anh em ơi. Có một gói này, đây đây nè, hạng mua cả đời này không tính rồi. Ừ. Hết rồi anh em ơi, nói chung là anh dựa vào số vé nguyên hồn anh em tích thôi. Chứ gói cũng chẳng có gì. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình ở dưa gì đâu anh ta tu mua đông mua đỏ đây. Ôi thằng em Vinh nó kìa. Ok. Cố chừng ca ạc siêu top. Rồi. Điểm qua một số gói có trong banner đợt này nha anh em. À khoan để anh em mình đổi cái avatar đã anh em. Vinh hoài. Giờ chuyển qua cho nó cầu may coi đâu có tiêu rồi. Mà tao đâu nè. Ui men. Đấy. Tôi tới tôi lấy nguyên hồn nè. Ok, rồi bây giờ đây. Anh em sẽ có các cái mốc rất là quen thuộc 200, 450, 700, 950 và 1.200 cũng như 1.450 nha. Rồi đây nó có ghi nè. Trong thời gian sự kiện Dĩ Quang Thương Hải giảm điều kiện mở khóa nguyên hồn lực của Bát Tắc Đông, tức là anh em chỉ cần có 3 sao thôi là anh em đã có thể sử dụng để setting chỉnh trong cái nguyên hồn lực này rồi, đúng không? Rồi khi mà sự kiện kết thúc thì điều kiện mở khóa khôi phục bình thường thuộc tính và kỹ năng nguyên hồn lực đã mở khóa sẽ không bị ảnh hưởng, tức là anh em đã set rồi nó sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn có tiếp tục có tác dụng, đúng không? Chứ bình thường nếu một con SP là 6 sao đỏ anh em mới có thể kích hoạt và cũng như tinh chỉnh trong nguyên hồn, còn con SR là 8 sao đó. Rồi bây giờ anh em sẽ thấy là mức bảo hiểm lần đầu tiên anh em quay 200 vé chắc chắn là sẽ được một con, cũng như là ở mốc này anh em được một cái nữa là được hai cái nguyên hồn. Ở mốc tiếp theo anh em cũng sẽ quay là 300 vé, anh em sẽ đó sẽ ra một cái nữa, đúng không? Rồi sau đó từ lần thứ ba trở đi ha, anh em sẽ phải cứ 400 lần đó, y chang như những lần trước thôi. Rồi trong cái hồ thưởng này anh em, ngoài trừ Bát Tắc Đông ra anh em sẽ có những cái con này đấy, nó đủ hết các hệ luôn nha anh em. Cường mẫn, con này là con quỷ kia. Rồi mình mong đăng này nhất này anh em. Rồi bây giờ mình sẽ móc đến cái móc hiện tại của mình là mình phải quay được nguyên hồn 6. Tại sao? Tại vì mình quay nguyên hồn 6 để mà mình kích được cái hồn bằng 8 này anh em. Đây nó gọi hỏi ở đây là anh em phải là nguyên hồn lực level 6 đó. Ok. Mình mở rồi, mình chưa mở cái này thôi đó. Bây giờ mình sẽ làm anh em coi nha, giờ quay nha. Xả thôi anh em ơi. Ok. Ba la sĩ, ba la sĩ, ba la sĩ, ba la sĩ. Yo 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 yo. Yes. Come on. Cái này nó đi lẹ lắm nha anh em. Nè mình có hồi nãy giờ là hai hai lần đúng không, là 1.097 vé đúng không? Ok
mèo. Ok, vũ ám đâu trời, nó ra mẫn nhiều mà không thấy vũ ám đâu vậy. Áo cái này nó lẻ lắm anh, cực kỳ lẻ luôn á, có đốt vé như điên. Cốt rồi nè, này là ăn bảo hiểm nè anh em nha, mình ăn bảo hiểm nha. Trời sao cuộc đời mình là cuộc đời bảo hiểm đó nha anh em. Cuộc đời của bảo hiểm. Rồi bây giờ anh em sẽ phải quay bao nhiêu, 300 lần như nãy mình nói không, 200, 300 là lần thứ ba trở đi là luôn luôn là 400 nha. Ok tiếp tục anh em ơi, mình đang có hai cái rồi, bây giờ mình móc mình là level 6 mà. Hui xưa lên, mình xả mình cũng sẽ không xả hết vé đâu nè, mà để mà mình còn chơi những bên nơi khác, mình còn vũ tu la này cái nọ nữa đúng không. Ok, diệm vô. Vô. Ok, cốt. Sao đợt này không thấy Nguyên Hùng quay lại ta? Hay là mình chưa thấy ta, nên xíu mình nào coi lại coi. Coi coi bao nhiêu vé đây. 150 anh em. Không không có không có Nguyên Hùng quay lại anh em. Mình đang chờ coi nó có Nguyên Hùng quay lại của con Nguyễn Điệp không. Tại đợt trước mình bị sai anh em. Đúng là phải lấy Nguyên Hùng 6 để mình mở cái Hùng 8. Mà mình lại lấy Nguyên có chưa đủ, thiếu. Cái đó mình bị sai lầm anh em. Trời ơi con vũ ám nó khó ra kinh khủng luôn anh em, nó thiệt á, không biết ai ra dễ không chứ mình thật sự là mình thấy mình cần nguyên hồn vũ ám kinh dị luôn mà không ra. Cho banner này anh em không có lỗ gì luôn, anh em cho anh em hao vé thôi, cho anh em thấy không, đồ rất là ngon đấy. Đó, vũ rồi ăn bảo hiểm chắc rồi, ăn bảo hiểm lần tiếp theo nè, đó ăn bảo hiểm này anh em nè, 300 reset luôn, 400 đúng không, hồi nãy là 200 với 300 là 500 nè, đó mình ăn đó, bây giờ là mình có bốn cái đúng không, bây giờ mình vô mình nâng trước đi. Đây đã, bản thân kết thúc hiệp 4 kỹ năng chắc chắn là hiệp 4 này, đánh đường dài là cái này ngon nhất nè, đó dung hoàng nè, lên này là ngon nè. Ok tiếp theo mình sẽ chọn một cái hệ bên hệ cường công, còn hệ phụ trợ cũng được, để coi coi cái nào dư. Phụ trợ dư nè, chọn mập đi. Khi thêm trạng thái khống chế mà ba tác đông này hồn hoàng 8 có cái mục làm bị câm lặng ha, được giảm hồn lực nè, chắc chắn là ngon nhất nè, giảm hồn lực là hoàng 4, hoàng 4 của ba tác đông ngon nhất, cái này là dễ dính nhất nè, duy trì hai hiệp mình sẽ lấy cái này. Ok rồi tiếp, bốn cái hồng hoàng, bốn cái mình sẽ lấy bên liệt với lại cánh nóc rồi. Ok bây giờ mình cần hai cái nữa nên nha, hai cái nữa mở level 6. Ok mình sẽ quay lấy thêm hai cái nữa là mình ngưng, mình phải tiết kiệm vé cho những cái banner khác nữa nè, không có phải all in như một cái quá nhiều. Mà nếu anh em lên được cái nguyên hùng 8 á, thì em sẽ kích được cái vị rất là ngon nha. Mình quay không có đỏ nên mình không có lên nữa chứ. Vũ ám không thấy ta. Rất mong trong những cái banner này mình quay được vũ ám đó thật. Nếu 1.000 vé quay lại không? Kinh dị luôn.
Ôi bao nhiêu rồi, gần 700 rồi nè, 40 nữa là mình có một cục với lại hơi hơi căng nha, tức là anh em mình phải quay thêm 240 nữa, 240 là 700, là 900, 900 thì có thể là quay lên 950 cũng được. Quay như vậy là hết vé luôn nữa chứ, kinh nhờ. Vũ ám đi, Bát Tắc Đông thì không phải rồi, cái màu vàng là không phải Bát Tắc Đông mà Vũ ám. Trời ơi, lại mèo nữa. Ui thiệt, tìm tìm cái nguyên hồn của Vũ ám nó khó kinh dị luôn ấy. Ok, giờ mình bấm một cách điên cuồng nè, quế rồi. Ui bấm gì nó ra nhiều ta, nó đốt vé như điên luôn á. Ôi trời ơi, tôi bị điên rồi. Rồi ok nè, còn 50 nữa anh em đấy. Căng. Không, bây giờ mình sẽ quay 100 vé, tức là 100 vé nữa nha anh em, tức là còn 147 là mình ngưng nha. Còn 147 là mình ngưng nha. Là 10 10 10 lượt, 10 lượt quay nữa đúng không? Ok. 1. Bấm cái này cẩn thận không là bị hố. Rồi con mập. 2. 3. 4 5. Ủa? Không ai bảo hiểm anh em ơi. À, cái bảo hiểm trong kia, nhưng mà mình giờ ăn cái móc nè, mình muốn ăn cái móc nè. 6 7 8. Chủ ám ơi, 9. Rồi 10. Không có nịt. Rồi, ok nha, đúng 950 nè anh em. Ok nha, mình ngưng. Mình còn bao nhiêu đi vé nè, tích cho vụ tu loa. Ok, đen không anh em, quà đen luôn, trời ơi không đủ luôn. Bây giờ coi năm mà thiếu thiếu hai, thiếu hai cái nguyên hồn của hệ khống chế đúng không. À, ba tắc đông là bây giờ tính ra bây giờ mình sẽ không xài con này nữa, mình sẽ trùng sinh con ba tới tay để mình lấy cái nguyên hồn. Ba tay giờ hết xài nè, chỉ muốn bi được nha, muốn bi được nhưng mà hết xài, có thể là mình sẽ trùng sinh cái nguyên hồn lại, trùng sinh nguyên hồn ba tới tay đấy. Ok, là tiêu nguyên hồn chính rồi anh em. Rồi bây giờ thì có đủ rồi nè. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một thằng cơ, khỏi suy nghĩ luôn. Với lại con bác rồi. Mở thôi. À, bắn 4, ok, cái này là ngon nhất này. Rồi xong. Bây giờ anh em phải lên được nguyên hồn 8 thì nó mới mở cho anh em cái này, thì nó sẽ rất là ghê nè, khiến sát thương cuối toàn địch phải chịu vĩnh viễn tăng 25%. Nếu anh em dung hoàng lên, thương cuối vĩnh viễn tăng tới 50% và cộng dồn, tức là anh em có bao nhiêu con khống mà kích được cái này nó sẽ cộng dồn hết, ngon chưa. Nhưng mà lên cực kỳ chua nha, lên cực kỳ chua luôn, không bao giờ dễ đâu. Rồi ok, mình tạm thời ngừng ở đây, muốn kiếm một cục nữa lên lên 17 lắm, nhưng mà thôi chịu không nổi anh em ơi, chịu. Có mấy cái nơi mà để mình cũng chỉ anh em, là nhiều lúc anh em quên ấy, có một số chỗ anh em có thể lấy được cái vé quay nguyên hồn là trong những cái rương trong dây lăng quang anh em, nằm đâu mất bà đây. Đây nè, đây trong này anh em có thể chọn như quà, nhưng mà trong này á bây giờ mình cần nhất là cái này thôi đấy. Đó, mình lấy anh em vô 4 12 lần này có 48 vé đó, vậy đó.
mình cứ tích đó, từ từ khi nào mình cần, mình giống như hôm bữa mình cần mình mở mình xả ra mấy trăm vé một lần rồi. Ai, tiếc thật anh em à. Rồi bây giờ mình mở được cái quy áp, nó là kích cái dòng ở trong đó rồi nè anh em. Đây kích đây nè, đó nó có một hiệu câm lặng nè anh em, rất là ngon. 150 trăm sở hữu kích của cường mẫn công giảm khí luôn, nó lấy hết luôn, 150 luôn nha anh em, cực kỳ ngon nha. Rồi clip đến đây là hết anh em nha, hy vọng anh em may mắn đó. Anh em thấy không, mình là ăn bảo hiểm chốc ít luôn, từ banner tướng, banner nguyên hồn, cái gì cũng ăn, sợ thiệt luôn. Rồi ok, bye anh em, chúc anh em may mắn nha, có gì comment cho anh biết. Ok, see you.